Kiểu cho nên quyết định được rồi. Hôm nay thì mình sẽ làm một cái reaction rất là đặc biệt. Đó là một cái clip mà người thấy không? Món ăn là mang tên thịt kho xấm xí nha mọi người. Thì đây là món ăn đầu tiên mà cô Ngân làm cho Good Mother đúng không? Chính xác, lần đầu tiên mình được ăn món của bà nấu đó mọi người. Vô. Ngon không? Anh còn nhớ cảm nhận đâu? À, anh thì tất nhiên là anh nhớ rồi cái cảm nhận mà món ăn mà cháy không được. Cháy mà cháy, cái đó là nước màu, ok? Cái đó là nước màu, ok? Ok, okay. Em thử. Vô nha. Clip này là lâu luôn chưa? Để mình coi. Clip này là vào 2 tháng 5 2019 nha mọi người, hơn 1 năm rồi. Ok, bây giờ mình sẽ bắt đầu. Cái cho cổ của Good Mother. Thì bây giờ vẫn thế mà. Ủa gì hả? Hello, xin chào tất cả các bạn đến với kênh của các bạn TV. Ủa sao nhìn bê? Ôi, thịt luôn ấy. Thịt luôn á. Đây là cái lúc mà mình bị đồng hóa này mọi người. Đây, đây là cái lúc mà mình đã bị vả đồng hóa lại thành màu hồng mọi người thấy không? Trời đó. Ơi, cái bên thơm vào BD, tóc dài gì dài cái tóc. BD thì chứ. Nhìn BD mà còn dơ nữa. Dơ đâu chơi trời. Nha mọi người ơi. Mọi người ơi, mắt cái người buồn ngủ ấy. Mọi người ơi, tình hình là mình vừa mới tổ trời chức ơi, thời xưa quay vlog trời rung mọi người ạ, bình luận để đúng mệt luôn và sau đó thì mình ra và mình bắt đầu mình nhìn vào mâm cơm của gia đình nhà mình, thấy không? Là mâm cơm thì hai vợ chồng ăn và thì khá thích soạn rồi, nhưng mà nói chung là bây giờ trời ơi, còn tay chống cằm á. Anh em ạ. À, khổ lắm cơ. Có cái này nó khổ. Cái này là ở nhà cũ đi. Nhà cũ là cũ luôn á. Đây. Trời ơi, biết thịt chưa? Mới hết tôi lại biết thịt coi. Mới hết nhìn cái tô thịt kìa. Mày có bật tùm vào ao xong còn bật tùm vào khiên mà. Nani? Mà nhớ gì mà. Khen cái khỉ đâu, coi tiếp mới biết được. Đây, mình đổi camera mình quay lại cho kỹ. Trời ơi, khổ lắm. Sao có lúc không tóc vậy ta? Đây các bạn ạ, thật khổ lắm. Nhiều khi mình tiếc. Em không biết đây là cái món gì. Mới hết nhìn cái cục thịt kìa mọi người. Thịt kho măng, đây là cục măng, ok? Ôi, em ta... Không biết đâu cục măng, đâu cục thịt luôn á. Mâm cơm nhà em thì nó cũng chỉ thế này thôi, hai đứa ăn thôi. Nhưng mà em cứ thắc mắc không biết cái cô Ngân kho cái thịt gì mà nó đen như kiểu gọi là... Không biết đâu cục măng, đâu cục thịt luôn mà. Đấy, thịt này giờ ăn kiểu gì ta? Cô Ngân ơi. Cô Ngân che mặt, chưa phải đặt ngay. Xong lên kèm, lên bây giờ đây. Anh ơi, cho em quay với. Đấy, mọi thấy được. Đúng là thịt kho sấm sét kiểu gì ăn là sao bộ hay không. Bây giờ cô Ngân bảo là ăn được thì bây giờ mình sẽ gọi đúng là cục thịt của ta. Thịt này mình sẽ đặt tên là thịt kho sấm sét thì không ăn chia tay à, chưa mà không ăn chắc cô Ngân được vỡ mồm. Bây giờ cô Ngân sẽ ăn trước cho không có độc à, ra sao lắc đầu là dở quá hả? Ngon khỉ. Cô Ngân còn ngon. Lắc đầu ở bên gần thế này là chết ba rồi. Nhìn là cái biết không là ngon. Đó là do là bỏ nhiều màu. Lạc á. Nên nó mới ra màu đi. Tưởng cái này là nó phải đậm đà lắm. Thôi này. Đi. Trời ơi, đây là món thịt kho. Bà đấu cháy hết thì có. Đây là món gì ta? Cái này là canh chua mướp. À quên, canh mướp đắng chua. Đây là món canh mướp đắng. Nem chua. Vâng, món này ngon thì à? Tiệm siêu thị nó làm rồi, bỏ qua đi. Nhưng mà cái món này thắc mắc không biết món này chứ. Ngon được. Đang đói đấy, nhìn cái khỉ gió thì ngon. Rồi nha mọi người. Nhìn tím quá à. Đó, bây giờ thì mình sẽ gọi là test thử cái món này đi. Thịt siêu cháy của cô Ngân cho mọi người. Bây giờ mình sẽ thử thách ăn luôn đấy, đã đói rồi. Cái này là một cả một thử thách. Cái thời gian đấy đối với mình ăn cái này là cả một thử thách. Cả một vấn đề. À, trong món ăn này thì chúng ta có thể thấy là không phải là mỗi mình thịt vào. Ở đây có một miếng măng nữa. Măng khác thì thịt bây giờ mình sẽ so sánh. Thì ra là cái lúc đó lúc mà mình gắp lên mình không nhận diện được ra đấy là cục thịt hay cục măng đâu. Luôn khổ. Có ăn. Để cho mọi người coi ra đây. Mọi người coi miếng măng với thịt nó có khác gì nhau hay không. Đấy. Nó khác nhau mà. Khác cái khỉ gió gì nhìn y chang nhau luôn á. À, gọi là măng nó dở hơn thịt hả? Ăn được không? Nhắm ăn được không? Ăn được thật không? Em khẳng định một điều với anh là ăn được. Tôi vừa sợ bỏ thuốc mê. Ủa đi. Không sợ thuốc độc. Đêm nay mà anh đau bụng chết. Bụng đi sao? Ngày hôm đấy đã ăn vào cái mình chui nhà vệ sinh đã 8 tháng. Cái này là thịt gì chứ không phải thịt cháy. Đây là thịt kho sấm sét nha mọi người đấy. Tôi vừa bây giờ đâu có được ăn nữa đâu. Amazing, good job em.
chờ tôi nhìn lại. Đóng bộ với nuôi. Đi chứ, ăn ngon kì. Đắng mà đắng, cái này đắng nè. Vâng. Xong rồi ăn thì mình có vẻ mình vẫn chưa cảm nhận được gì nữa. Giờ mình sẽ thử tiếp một miếng măng. Xuất sắc, xuất sắc. Đó thì tôi ăn quá tồi luôn kìa. Đó, tao bị cơ ăn quá tồi luôn, ăn quá tồi luôn tí tao. Ờ, khỏi ăn lên. Mà công nhận hồi đó mình can đảm thật, ăn phát liền. Để thử. Mai cũng... coi okay, cũng nấu lại món đó cho anh đó. Là thôi. Có thể gọi là cung ăn phần đồng nấu ăn. Thôi, món ăn đi chứ. Món ăn nó dở, à nhầm, nó ngon như thế này. Ngon đi chứ. Món ăn này. Sao hồi đó mình khen là khá vậy ta? Người không phải là dở đâu. Đó là mình nghĩ là cái thịt này chúng ta gọi là hơi thiếu một tí gọi là lửa thôi. Thật ra ấy là khen cho bà vui thôi. Một tí lửa. Nhìn về. Tôi mà từ ngày mai ăn băng tô ngoài đường đi. Đúng mà trời, người ta nói đúng. Mỡ ăn như vậy, nó điên như vậy, mà nó không cháy mới là kỹ thuật. Đó là những biểu hiện của sự lươn lẹo. Ok. Rồi vậy, nói chung là cơ bản. Nó điên mà nó không có cháy. Bỏ thừa mà. Ok. Nó đen nhưng mà nó gớm. Nó chỉ hơi đắng một tí. Vừa đen vừa gớm. Trời ơi. Nhưng mà có cảm nhận đó nha. Cô mời tôi bỏ. Bị BD. Sao mà nhờ sự cảm hóa của mỡ đi. Bây giờ anh mới có rau nè. Đùa mọi người ơi. Mới yêu ấy, mày đẹp trai. Cái thì cái này á không phải là bị cháy hay là bị gì hết. Bà hạt ạ à. Cái lúc mình nấu ăn á, bỏ màu cái... vào á. Thích nhờ. Bỏ nhiều quá. Tho tho tho. Anh đang cái ta này nè. Ngày hôm nay đúng. Nhìn BD quá hả. Cười đau bụng. Không hề BD. Không nhưng mà ngon. Ngày xưa nghèo khổ ấy. Cây dựng cam. Không, em phải nấu. Thảm không? Bây giờ em không nấu cái nhà này ai. Bây giờ cô tập vừa bảo nó trong clip này, cô tập vừa bảo nó cơ bơ cái mai cơ bơ, cô tập vừa nấu ăn. Đùa thôi mọi người ơi, nói chung là cơ bản. Đây là cái mai cơ bơ tập vừa nấu ăn. Nói chung là nấu ăn rất là ngon. Không, nhưng mà mai trước gây rất lâu rồi. Bây giờ. Vô. Ôi trời ơi. Cái gì ngọt vậy? Mọi người ơi, cái này ngọt lắm mọi người. Đấy là lòng ấy, thương bà quá. Cái này ngọt quá lắm này, đấy, mọi người thấy gì không? Thích. À không, người ta có cần đồ ăn thôi. Mai đi, đấy, dưới đất. Cái này thì hơi đắng. Mai đi, bàn chân không ra ngoài đường. Ngọt mà, cái này ngọt. Ok. Cầu. Hơi ngọt nha. Bộ sẽ cắt okay. Ra một cái gối và một cái mền. Nói chung là review bữa ăn của Ngân thì cũng tới đây thôi. Bây giờ nhà tôi phải ăn cơm rồi. Bye bye. Bê. Ăn hết luôn này tí chú. Ngươi sao cứ che mặt hoài vậy ta? Đêm mà chứ gặp đi tú. Ngày xưa kiểu bà biết ngại á. Ơ em ngại quá. Ơ em ngại quá. A few moments later. Biểu. Đây mọi người ạ. À. Đấy mọi người thấy không? Đấy vợ mình đấy. Đấy ăn xong cơm chồng đi rửa chén. Đừng có tạo. Đừng có tạo. Vợ mình cứ lạc thế. Nói chung là vợ mình nấu ăn rất là ngon nhá. Nhưng mà cơ bản là bây giờ thì chén thì phải rửa thôi. Có hồi xưa rồi tí còn bây giờ. Rất là ít khi rửa chén mọi người ạ. À. Thật khổ. Bây giờ. Bây giờ mình tâm sự với các bác về cái chuyện của thằng đàn ông. Ha 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 ha. Không phải là thằng con trai nào. Ha 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 ha. Dễ gì mà được vợ. Nói chung mọi người là cách đây một năm chưa còn bây giờ. Anh em cũng giống mình nên dễ gì được rửa chén thật. Bây giờ anh cứ tiếp tục anh khò 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 khò. Đấy là một năm trước, còn bây giờ mọi người đã khác rồi. Bây giờ rửa chén cho vợ là một niềm nguy hiểm. Anh em hạnh phúc gia đình chứ. Niềm toang vai lồng. Nói chung là mình thì ABCD. Rửa chén thì có hôm nay điểm. Rửa chén thôi. Bởi vì là hôm nay thì vợ bận, cô Ngân bận nên là chúng ta phải rửa chén rồi tranh thủ quay clip cho anh em xem cái độ là thoải mái, cái độ gọi là cái độ. Đấy là ngày xưa thôi. Chưa biết đồng thông mà mới yêu nên như thế. Còn bây giờ hết yêu rồi. À đâu, còn bây giờ đã lâu rồi nên chăm chỉ như mình đâu phải đơn giản. Được. Tôi nằm. Còn bây giờ đã chạy rồi, chết không thèm rửa chết nữa. Ok. Trong sạch cái nhầm gọn gàng sạch sẽ.
máu mau rồi bà bắt đầu bà bà bắt đầu bà đam mê Thạch Quốc xưa rồi bà đéo thích Thạch Quốc rồi bây giờ rồi đó đúng vậy đó vất vả lắm mới lừa được bà để cưới rồi mình đã không nấu được rồi mẹ mày rửa chén thì mày nói mau mau đi mày rửa chén mày lâu quá rửa còn từ từ ôi tua mẹ này tua bà đi rửa chén cũng là úi rồi thằng này nó rửa chén hết nửa tiếng đồng hồ mọi người ạ. Ấy mày rửa xong chưa? Ok nó rửa xong rồi may quá chờ mãi mới thấy nó rửa không ngày xưa nhìn eo thon ở hết rồi đó hả nó rửa chén xong nó nói em lề xong rồi nó tắt luôn trời ơi Thằng Quốc hồi xưa trời ơi ngày xưa kìa ngày xưa outro của mình đấy ơi đi xuống rồi chị không cơ đi 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 đi